Tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay lại với channel của Danny. Và lần này chúng ta sẽ quay lại với một video clip với chủ đề cưới. Và hôm nay mọi thứ sẽ đơn giản đến một cách cực kỳ đơn giản để cho ra một tấm hình thiệt là ảo diệu, nhẹ nhàng, mông lung theo phong cách Nhật Bản. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nha. Hình siêu đẹp ngày hôm nay, chúng ta hãy cảm ơn đến cô dâu Uyên. À đó, cảm ơn cô dâu đã quay lại với clip của chúng ta. Và lần này Danny sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo nhỏ để cho ra tấm sáng thật là nhẹ nhàng, mịn màng, ảo diệu theo phong cách Nhật Bản. Cũng không biết kêu gì cho nó vui thôi, tại thấy mấy cái hình Nhật Bản ánh sáng rất là dịu ha. Và cái sự đẳng cấp của Nhật nó rất là dịu dàng, mịn màng mà không có sự tương phản mà vẫn đẹp. Và ngày hôm nay chúng ta hãy làm điều đó. Và hãy xem Danny sẽ làm bằng cách nào nha. Để cho ra những tấm hình với ánh sáng dịu, chúng ta phải có một nguồn sáng thật là lớn. Ở đây Danny đã tái sử dụng là cái miếng phản quang kim cái tảng của mình ở cái clip combo 8 triệu. Nếu các bạn chưa xem hãy click vào link để xem nó nhé. Và với cái clip lần này Danny đặt nó lên 45 độ với cô dâu ha. Có thể tùy cái gu của mỗi người mà bạn có thể đặt cái phản quang 45 độ hoặc là ngang gần như 90 độ với cô dâu. Danny vẫn thích là 45 độ hơn là 90 độ. Và đèn Danny sử dụng lần này là một quay trở lại là cái đèn D7 300, chỉ với 300W thôi, và đang ở công suất là số 7, có nghĩa rằng là 150W. Và đèn này Danny không đánh thẳng qua cái frame, vì đánh thẳng qua cái frame vẫn tạo cho cái ánh sáng nó rất là tương phản. Vậy thì làm cách nào để cho ra ánh sáng xuyên qua cái siêu này, cái siêu này ha, cái tảng này dịu hơn nữa? Đó là Danny đã sử dụng một cây dù phản trắng. Ánh sáng phản trắng thì nó ra là đã rất là dịu và nó thắp sáng một không gian rất là rộng sau khi đã bao được cái ánh sáng đèn, và từ đó nó sẽ làm thắp sáng hết nguyên một cái miếng tảng của mình nè. Và lúc đó sẽ cho ra ánh sáng thật là dịu trên cô dâu. Quá đơn giản phải không ạ? Chỉ với một đèn, một dù và một tảng thôi. Mà cái này cũng không có phải đầu tư quá nhiều. Tuy nhiên, để cho mắt của cô dâu đẹp hơn một chút xíu nữa, Danny đã cho một cái miếng poly full size ở đây. Ở đây có nghĩa là 1m, 2m ở để bên dưới chân cô dâu để nó hứng một phần ánh sáng làm cho mắt cô dâu đẹp hơn nữa. Và các bạn có thể thấy những tấm hình của chúng ta ra rất là mịn màng và ảo diệu. D7 Pro Studio sẽ là cái tên bạn luôn nghĩ đến đầu tiên khi cần cung cấp giải pháp, tư vấn kỹ thuật trong ánh sáng nhiếp ảnh, hay đơn giản chỉ là không gian studio cực rộng với đầy đủ các thiết bị ánh sáng chuyên nghiệp đem tới kết quả cao nhất cho các shot hình của bạn. Ngoài ra, D7 Pro Studio còn là nơi thích hợp cho những buổi workshop, offline và event. Hãy theo dõi fanpage để biết thêm thông tin và những ưu đãi hấp dẫn nha. Và đương nhiên, video ngày hôm nay được quay tại D7 Pro Studio. Setting Danny đang có trên máy tại thời điểm này với cái đèn chỉ 150W, đó là F8 ISO 200 và tốc độ 125. Một cái combo về setup ánh sáng lẫn nó quá hoàn hảo phải không ạ? Là vì chỉ 150W đèn hồi cũng rất là nhanh, và ống kính đang ở mức đẹp nhất của cái ống kính đó, và hình ảnh là nói lên hết tất cả. Vừa rồi chỉ là một trong những hiệu quả mà Danny có thể làm với từ 1 với 2 đèn cho những tấm hình cưới. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và subscribe để theo dõi những video clip tiếp theo. Và nếu chủ đề cưới là chủ đề các bạn đang quan tâm thì hãy comment bên dưới cho Danny nha. Những cái hiệu quả ánh sáng mà các bạn mong muốn có được, là với điều đó Danny sẽ hiểu các bạn cần gì hơn và sẽ cho ra những video clip mà các bạn mong muốn được xem. Xin chào và hẹn gặp lại.